Hiện tại chúng ta đang ở trên con đường Phạm Hùng đi từ cầu Nguyễn Tri Phương. Đường Phạm Hùng thuộc quận 8, huyện Bình Chánh nối dài đến huyện Nhà Bè từ cầu Nguyễn Tri Phương đến đường hẻm số 26/2 ấp 4 xã Phước Lộc, dài khoảng 4.250m, lộ giới 40m, qua các ngã tư Ba Đình, Hưng Phú, Nguyễn Duy, Phạm Thế Hiển, Đào Cam Một, Bùi Điền, Đặng Thúc Liên, Lê Quyên, các ngã ba Hồ Thành Biên, Hoàng Kim Giao, các ngã tư Chánh Hưng, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Linh, cầu tắc Bến Rô. Khi triều cường lên đoạn đường Phạm Hùng đoạn Bình Chánh hay xảy ra ngập lụt. Đường này bắt đầu xây dựng từ năm 1996. Ngày 13 tháng 7 năm 1999, Ủy ban Nhân dân thành phố đặt tên đường Phạm Hùng. Phạm Hùng tên thật là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1912 tại làng Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long nay là Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long. Năm 16 tuổi, ông tham gia cách mạng, hoạt động trong phong trào thanh niên, học sinh, tham gia tổ chức Nam Kỳ Học sinh Liên Hiệp Hội và Thanh niên Cộng sản Đoàn. Năm 1930, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1930, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình. Song, do sự phản đối của dư luận trong nước cũng như ở Pháp, chính phủ Pháp đã giảm án xuống khổ sai chung thân và đưa ông ra Côn Đảo giam giữ. Sau 14 năm trong tù, năm 1945 ông được chính quyền cách mạng đưa tàu ra đón về và giữ chức bí thư xứ ủy lâm thời Nam Bộ. Sau khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông được phân công nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an Nam Bộ. Tại đại hội lần thứ hai của Đảng Lao động Việt Nam họp năm 1951, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và công tác ở Trung ương Cục Miền Nam và Ủy ban Kháng chiến Hành chính Miền Đông Nam Bộ. Sau Hiệp định GENEVE 1954, ông được cử làm trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến tại Nam Bộ và năm sau làm trưởng phái đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn và mang hàm đại tá. Năm 1956, ông vào Bộ Chính trị. Ông cũng là bí thư Trung ương Đảng trong các năm 1958 đến 1960. Từ năm 1955 đến năm 1958, ông được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Năm 1958, ông được cử làm Phó Thủ tướng và là một trong bốn Phó Thủ tướng lúc bấy giờ. Từ năm 1958 đến 1966, ông giữ chức Trưởng ban Thống nhất Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp, chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Trưởng ban Tài mậu của Trung ương Đảng. Sau đó, ông lại trở về Nam giữ chức vụ Bí thư Trung ương Cục Miền Nam 1967 đến 1975 và là Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông làm Chính ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch. Sau khi Việt Nam thống nhất năm 1976, ông được giữ chức vụ Phó Thủ tướng, từ năm 1981 đổi thành Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông cũng kiêm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nay là Bộ Công an thay cho Trần Quốc Hoàng từ 1980 đến 1987. Từ tháng 6 năm 1987, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau khi Phạm Văn Đồng nghỉ hưu. Nhưng ông chỉ giữ chức vụ này trong một năm thì mất đột ngột. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị liên tục từ khóa 2 đến khóa 6 1956 đến 1988, đại biểu Quốc hội liên tục từ khóa 2 đến khóa 8 1960 đến 1988. Ông mất đột ngột ngày 10 tháng 3 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh khi đang đương chức. Theo thông cáo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Hùng mất trong lúc đang chỉ đạo công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Gặp lúc có nhiều công việc lớn phức tạp, làm việc căng thẳng nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về đời sống của nhân dân cả nước. Đồng chí đã bị một cơn đau tim nặng đột ngột, các giáo sư, bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta. Trong cuốn sách Bên thắng cuộc của Huy Đức, người kế nhiệm, ông Đỗ Mười đã kể lại, anh ấy đang bình thường khỏe mạnh, ăn cơm xong nằm nghỉ trưa,
nghe mấy câu vọng cổ rồi bị sặc cơm mà mất. Trước khi ông mất, ông quyết định trao lại Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dành cho Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt. Tang lễ được tổ chức tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 13 đến ngày 14 tháng 3 năm 1988 và sau lễ truy điệu, linh cữu được đưa tới Nghĩa Trang. Xe ở đấy, sai đường, tôi sai đường.